Sau rằm tháng chạp, con giáp này đổi đời thành đại gia, nhờ quý nhân phù trợ, tài lộc đề nhà, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc trời sinh mỗi người một số mệnh. Vì vậy, trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu 2021. Tử vi học còn nói rằng trước thềm năm mới, cụ thể vào những ngày sau, rằm tháng chạp, con giáp này gặp được vận may lội ngược dòng, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió. Không những thế, may mắn liên tiếp khiến cho tài lộc ngày càng hưng vượng. Trước Tết Nguyên đán, cuộc sống sẽ bất ngờ thăng hoa rực rỡ, đổi vận phát tài. Vậy đó là con giáp may mắn nào? Có những cơ may nào sẽ đến với các con giáp này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Tý sau gần một năm vất vả chịu sự kìm kẹp trực thái tuế, thì trong giai đoạn cuối cùng của năm Canh Tý cũng được trở mình. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm, xuôi gió. Thời điểm sau rằm tháng chạp chính là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động của mình trong suốt năm 2020. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Thời điểm cuối năm, người tuổi Tý trở nên vất vả, bề bộn hơn nhiều. May có nhị hợp tác động, bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng. Do vậy, nên dù khối lượng công việc quá lớn, bạn vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực. Đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực để giải quyết những vấn đề hóc búa. Vì vậy, mặc dù nội dung công việc có khó khăn đến đâu cũng đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu hướng tới một năm mới rực rỡ. Tuy nhiên, với những người trẻ tuổi, giàu, tham vọng thì dường như tháng 12 âm lịch này không phải là một tháng quá may mắn. Nguyệt lệnh lâm tuổi cho thấy sự nghiệp của bạn dù có phát triển nhưng chưa có bước tiến rõ ràng. Bạn cũng có thể thay đổi việc làm quá thường xuyên khiến sự nghiệp có phần bấp bênh, chưa vững chắc. Bên cạnh đó, vẻ ngoài bắt mắt và tác phong làm việc nhanh nhẹn cũng là yếu tố giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi. Bạn có thể gặp được người có chung quan điểm, đồng chí hướng với mình. Đôi bên nên cùng nhau kết hợp để phát triển về lâu, về dài. Để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ còn giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm. Đây là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động trong suốt một năm trời nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được một nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới.
Ngoài ra, thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Ví dụ như xổ số giúp thăm may mắn. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền may rủi này, mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn trong tương lai. Trong thời điểm này, người làm công ăn lương cũng có một nguồn thu tương đối ổn định. Bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản thưởng nóng, thưởng Tết. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng được trả một mức thù lao tương đương, khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Nguyên lệnh Lâm Tuyệt khuyên bạn dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng cần phải biết lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Tý cho thấy rằng sau rằm tháng Chạp, chuyện tình cảm của bản mệnh chính là bước đệm phát triển sau này, đặc biệt là với những ai đã có đôi có cặp. Dưới tác động của nhị hợp, vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Trải qua những chuyện thế này, đôi bên càng thêm quý trọng nhau, vì thế có thể thấy rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, không còn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Một khi đã là người một nhà thì trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà cả hai đều cần phải chung tay, góp sức. Sao Thái Dương là cát tinh phù trợ, giúp con đường tình duyên, nhân duyên của những người tuổi Tý còn độc thân thêm phần suôn sẻ. Tuy nhiên, nam mệnh có số đào hoa hơn so với nữ mệnh. Bạn có nhiều cơ hội được tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ và gặp được người mình đã luôn mong đợi từ lâu. Bên cạnh đó, thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là yếu tố thúc đẩy bạn có một tháng thuận lợi hơn trong chuyện tình cảm. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, gây ấn tượng khó phai mờ với người khác giới. Tuy nhiên, có đôi khi quá đào hoa cũng không phải là tốt. Ngũ hành tương khắc cảnh báo nếu bạn giữ quan hệ với quá nhiều người thì rất dễ đẩy mình vào những hoàn cảnh rắc rối, phức tạp. Thậm chí chuyện tình cảm còn gây liên lụy đến sự nghiệp, tiền bạc và sức khỏe của mình. Quý vị thân mến, không may mắn được như tuổi Tý, sau rằm tháng Chạp, tuổi Dần lại gặp khá nhiều xui xẻo, vận hạn nối tiếp. Mọi việc của người tuổi Dần không có được nhiều chuyển biến rõ rệt trong khoảng thời gian này, chủ yếu là vì bản mệnh thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán. Trước khi bắt tay và thực hiện công việc gì, bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại, mình sẽ không làm tốt được nên sẽ bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sau rằm tháng Chạp, sự nghiệp của người tuổi Dần khá trầm lắng trong khoảng thời gian cuối năm. Trong khi mọi người đều đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như gây ấn tượng với ban lãnh đạo, thì bạn lại thường xuyên chần chừ, do dự. Chính sự thiếu quyết đoán, thiếu tinh thần tích cực ấy khiến bạn khó đạt được mục tiêu đã đề ra. Người làm công ăn lương thường chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chứ không đặt ra mục tiêu cao xa. Bạn thường không tập trung cho công việc, ngược lại thường xuyên có những suy nghĩ đa sầu, đa cảm. Đôi khi suy nghĩ quá nhiều lại thành ra lo lắng không đâu, không dám chấp nhận thử thách. Người đi theo con đường công danh, sự nghiệp có chính quan chiếu mệnh nên về cơ bản vẫn là yên bình. Bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, có đầu, có đuôi nên luôn nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Song bạn vẫn còn nắm bắt được cơ hội để có thể thăng chức, tăng lương trong thời điểm cuối năm này. Để cải thiện tình trạng trên, tuổi Dần cần phải chấn chỉnh tinh thần của mình. Bạn vốn là con giáp tự tin, là một người thông minh và có tài. Vì vậy, bạn không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều về những gì chưa xảy ra. Bạn cũng cần phải rèn luyện khả năng ứng biến, vững vàng trước những thử thách xuất hiện trong công việc. Đặc biệt là người trẻ tuổi, nếu cứ rụt rè sợ hãi thì rất khó đạt được bước thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp.
Để đầu óc tỉnh táo và minh mẫn thì người tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho tuổi Dần trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vận trình tài lộc của con giáp này không có biến động gì đáng kể trong thời điểm này. Nếu không nhiệt tình trong công việc, nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì khó có cơ hội cải thiện được cuộc sống. Người làm kinh doanh sẽ chậm chân so với đối thủ, đôi khi để lỡ cơ hội làm ăn một cách đáng tiếc. Thời điểm này, bạn nên phát huy thế mạnh của mình nếu muốn kiếm được một khoản kha khá, cải thiện đời sống gia đình vào dịp cuối năm. Đối với người làm công ăn lương, bạn vẫn có cơ hội nhận được tiền thưởng, tiền lương vào những dịp cuối năm. Nhưng có thể số tiền đó không được như kỳ vọng của bạn. Điều này nhắc nhở bạn hãy cố gắng hơn vào thời gian sau đó. Chứ đừng nên lấy đó làm chán nản, nảy sinh những suy nghĩ bi quan, thậm chí là từ bỏ sự cố gắng. Với những người có công việc tay trái, theo tử vi, càng cố gắng bao nhiêu thì bạn càng được hưởng lợi nhiều bấy nhiêu. Vì thế nếu muốn cải thiện tình hình tài chính thì bạn không nên sợ vất vả. Bên cạnh đó, nếu muốn có tiền tiêu dư dả thì bạn không nên chi tiêu một cách hoang phí. Dịp cuối năm, ai cũng có nhu cầu mua sắm, nhưng bạn không nên vì thế mà mua bán thả phanh, không có kế hoạch. Hơn nữa, thời điểm này, dưới ảnh hưởng của thiên huyệt hung tinh, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, có thể sẽ phải tốn một khoản tiền vào việc khám chữa, thuốc men. Muốn tiết kiệm tiền thì bạn nên có tinh thần giữ gìn sức khỏe cho mình. Để kích hoạt tài lộc thì người tuổi Dần hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!